tiếp tục giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, trưởng đoàn giám sát, dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Vấn đề lãng phí từ việc quản lý đất, đất rừng là nội dung được nhiều thành viên đoàn giám sát đặt ra với tỉnh này. Trong giai đoạn giám sát, tại tỉnh Lâm Đồng còn xảy ra nhiều tồn tại hạn chế trong việc quản lý sử dụng đất. Tình trạng tranh chấp, phản đối của người dân đối với phần giáp danh đất lâm trường còn xảy ra. Đoàn giám sát đề nghị tỉnh làm rõ việc quản lý khai thác sử dụng đất đai, tài nguyên rừng, trong đó có phương án xử lý 52.000 ha đang sản xuất nông nghiệp đưa ra khỏi quy hoạch đất lâm nghiệp. Nếu mà 52.000 diện tích này đưa ra khỏi diện tích đất lâm nghiệp thì chúng tôi thấy là cũng phần phải đánh giá rất rõ hiệu quả nếu đưa ra khỏi quy hoạch đất lâm nghiệp thì nó như thế nào. Thì có câu hỏi các ông chí đặt lên là có thất thoát lãng phí tiêu cực trong đất đai không? Thì cái câu này lãng phí là trong cái báo cáo, là trong phát biểu thấy là có. Câu chuyện mà 52.000 hecta đưa ra ngoài lâm nghiệp thì đây là câu chuyện của cả Tây Nguyên, liên quan tới gần 400.000 hecta và tác động tới 1 triệu dân thì đâu liền. Và người dân người ta đã sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp trước khi mình làm quy hoạch lâm nghiệp. Thì đây là một cái câu chuyện thật, nó tồn tại ở cả cái Tây Nguyên này, và đây là cái câu chuyện mà nếu chúng ta không giải quyết căn cơ thì nó sẽ rất là khó. Đoàn giám sát cũng đề nghị tăng cường thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính khi trong giai đoạn này tỉnh đã thu hồi 501 ha đất qua thanh tra kiểm tra, kiến nghị xử lý hành chính hơn 200 tổ chức và hơn 300 cá nhân vi phạm. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao tỉnh Lâm Đồng đã thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm, không né tránh hạn chế, chia sẻ với những khó khăn của địa phương cả về thể chế, chính sách, mâu thuẫn chồng chéo về pháp luật, đặc biệt là các văn bản dưới luật, việc khó định lượng được tiết kiệm lãng phí do thiếu các quy chuẩn, tiêu chuẩn. Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị cần xem xét có hay không tình trạng chấp hành không nghiêm kỷ luật, kỷ cương ngân sách. Vấn đề từ thanh tra, kiểm tra, công vụ, xử lý thì thấy Lâm Đồng làm cũng nhiều, nhưng mà đi tất cả các đơn vị và theo tham mưu của cái đoàn tổ công tác các đơn vị là cái tự phát hiện của mình nó hơi ít, mà chủ yếu là do đơn khiếu kiện, do dư luận và do báo chí thì mới làm. Và đương nhiên cũng còn những cái vướng mắc, những tồn tại, những khuyết điểm tránh đâu khỏi được. Quan trọng là có dũng cảm nhìn ra không, mà các đồng chí đã dũng cảm rồi thì cố gắng, phải dũng cảm hơn và cố gắng để sửa. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Lâm Đồng tháo gỡ việc giao đất kéo dài ngoài diện tích đất ở để tránh lãng phí, báo cáo làm rõ nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm người đứng đầu và có kiến nghị cụ thể hoàn thiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.